chương 41 40 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Buồn ngủ Hứa diệt hoang nheo lại hai mắt nhìn gian đạt, thuốc lá trừ điệu nửa căng, hỗn vài tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, hít vào ít hầu, chua sót tư vị. Giang đạt dùng gậy dẫn đường dò xét tham, tìm được ghế, chuẩn xác ngồi xuống. Hắn nhìn so với trước kia rắn chắc chút, thiếu niên khi cao to gầy, giống cuối mùa thu bên dòng suối cỏ lau, kim hà bạc phơ, bạch lộ vì sương, hiện tại lại giống trời đông giá rét đỉnh núi Tùng Bách, cô thẳng che trời, lăng sương độc lập. Hứa diệt hoang nhất thời cảm thấy hắn quen thuộc, nhất thời cảm thấy hắn xa lạ, đi qua 5 năm đần độn, phản phất nháy mắt công phu lại gặp được hắn, nhưng đối hắn đến nói này 5 năm đã muốn bỏ thêm vào mới nhân sinh, cảm xúc nhất định cùng nàng bất đồng đi. Nghĩ đến đây hứa diệt hoang lại không nghĩ nói chuyện. Giang Đạt nhưng thật ra là đánh vỡ trầm mặt, hỏi, ngươi chừng nào thì học được hút thuốc. Nàng nghiêm túc suy tư, vô ích. Nghĩ không ra, lập tức cười khẽ. Này mấy năm trí nhớ biến rất kém cỏi. Giang Đạt chậm rãi hít sâu, hắn thiết tưởng quá rất nhiều lần gặp lại cảnh tượng, có khi tại trong mộng, hắn đem hứa diệt hoang bắt đến trước mặt không ngừng mà vuốt ve hôn, khả năng hai người đều sẽ khóc, nhưng càng nhiều là cười, có khi không ở trong mộng, chỉ là im lặng một chỗ, hắn sẽ thả túng chính mình đắm chìm tại hoang đường ảo cảnh chung hai tay ôm chặt hứa diệt hoang vi lạnh xích lõa thân thể tại trên giường lăn qua lộn lại khi dễ nàng dày vò xong cả người là mồ hôi tưởng tượng có bao nhiêu thỏa mãn thanh tĩnh sau còn có nhiều tịch mịch thật nhiều thứ cơ hồ bị này tịch mịch đánh hiện tại người liền tại trước mặt nhưng hắn phát hiện chính mình liền bính cũng không dám bính hứa diệt hoang không biết hắn trong lòng suy nghĩ tự nhìn mở miệng kỳ thật tháng trước ta tại dê thị sân bay gặp qua ngươi, lúc ấy ngươi cùng với Hà Triển Dương, còn có cái cô gái nhi, nhớ không lầm lời nói hẳn là nhiếp huyên đi. Giang đặt một lòng đề đi lên. Ngươi, thấy ta, như thế nào không có bảo ta? Nàng cũng không nghĩ trả lời vấn đề này, dùng sức hấp điếu thuốc, chỉ nói. Ta tìm ngươi là vì gần nhất tại tiếp thu kéo dài bại lộ liệu pháp, bác sĩ muốn ta trực diện bị thương trí nhớ, ta nghĩ Sớm muộn vẫn là muốn gặp ngươi." Giang Đạt môi mỏng nhất, mặt hướng tới nàng phương hướng, hỏi: "Ngươi chừng nào thì xuất viện?" "Bất cứ lúc nào a." À. "Xuất viện về sau đâu?" Hứa Diệt hoang sửng sốt hạ, giống bị hỏi trụ, Trụ mi mắt không có trả lời. Giang Đạt hầu kết lăn lộn, biểu tình nghiêm túc. "Không ngại lời nói, ngươi có thể suy nghĩ theo ta đi, chúng ta." "Ta là nói, nếu ngươi nguyện ý lời nói, Hứa diệt hoang nhất thời trầm mặt, trong tay không có gạt tàn, nàng dùng giấy chén thủy dập tắt thuốc lá, đếm vào rác sọc, sau đó nắm chặt ngón tay chậm rãi xoa bóp, sau một lúc lâu cười hỏi. Phương tiện sao? Giang đạt nói. Ta tại giáo ngoại phòng cho thuê trụ, tiểu giang, hoàn cảnh không sai, hai người trụ vừa vặn thích hợp. Hứa diệt hoang nhìn hắn không hé răng. Hắn lại nói. Nếu bất cứ lúc nào có thể đi chúng ta như thế này đi bắt tay thêm làm được không nàng cười có phải hay không có điểm quá đột nhiên nếu không ngày mai đi ta thu thập một chút tiếp tục tạm dừng xuống dưới ngươi cũng có thể lo lắng nữa suy nghĩ đừng như vậy xúc động ta hiện tại chính là một cái phế nhân mỗi ngày đều tại uống thuốc xuất viện về sau còn phải mỗi tuần tới nơi này tìm lạc bác sĩ làm tâm lý trị liệu ta không có biện pháp duy trì quan hệ giữa người với người cũng không có biện pháp khống chế tâm tình của chính mình không biết khi nào liền hội phát tác nàng nói tới đây có điểm khó mà tiếp tục ngực ép tới thật trầm thật sâu hấp một hơi hơi làm thở dốc sắc mặt của giang đạt thật khó coi cường tự nhẫn nại nghiêm túc nói cho nàng nói như thế này bước đi ta không có cách nào đợi đến ngày mai hứa diệt hoang im lặng một lát gật gật đầu nga ta đây cũng đánh bạc mà đi thôi thật sự là ma huyễn một ngày. Hứa Vĩnh Linh biết được Giang Đạt chuẩn bị mang nàng rời đi, cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được nhíu mày nhắc nhở. Ngươi tốt nhất cùng nhà ngươi thương lượng một chút, này không phải việc nhỏ, nhưng đừng nhất thời thể hiện, nghĩ hảo lại làm quyết định. Giang Đạt lễ phép nói. Ta biết chính mình đang làm cái gì, ta cùng diệt hoang sự không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng. Hứa Vĩnh Linh tinh tế theo dõi hắn, vốn đang nghĩ đề một câu lời nói nặng, nhưng không biết như thế nào không thể nói ra miệng hắn lại cấp hứa phương linh đánh cái điện thoại bao nhiêu thông báo một tiếng đối phương nhận được tin tức rất nhanh theo bình hề tới rồi tiếng văn phòng liền đem bao tầng tầng đặt ở trên bàn mọi nơi đảo qua lập tức đi đến hứa vĩnh linh trước mặt hỏi ngươi có ý tứ gì diệt hoang muốn xuất viện nàng xuất viện cùng giang đạt có cái gì quan hệ ngươi đem người này tìm tới là nghĩ tức chết ta là không phải Hứa Phương Linh ánh mắt sắc bén, âm thanh phản phất dao nhỏ tại bay. Hứa Vĩnh Linh nói. Là diệt hoang cầu ta giúp nàng tìm gian đạt, ngươi nữ nhi cam tâm tình nguyện cùng người ta đi, ngươi ngăn đón cũng vô dụng. Nàng muốn cùng Giang đạt đi, nàng không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự sao? Ta nhìn ngươi tối không hiểu chuyện. Diệt hoang hiện tại cần người chiếu cố, nàng đi theo gian đạt so với với ngươi muốn cường. Ha, đùa giỡn cái gì? Giang Đạt ánh mắt nhìn không thấy, chiếu cố chính mình đều thành vấn đề, ngươi còn trông cậy vào hắn chiếu cố diệt hoang. Hứa Phương Linh cảm thấy không thể nói lý. Ngươi quả thực đầu óc có vấn đề, làm rõ ràng, ta là nàng thân mẹ, tiếp nàng trở về dưỡng cả đời đều được. Hứa Vĩnh Linh nghe vậy cười lạnh. Hiện tại nói được dễ nghe, thời gian lâu ngươi còn không phải như cũ ghét bỏ nàng sao. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, ngươi thiếu cấp chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta khi nào ghét bỏ quá nàng. Nói rõ ràng. Đang dương cung bạc kiếm thời khắc, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến cười khẽ, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hứa diệt hoang cùng Giang Đạt ngồi sofa kia đầu không coi ai ra gì thì thào nói nhỏ, giống như tự động cách ly ra một cái tiểu thiên địa, căn bản không cần những người khác đang làm gì. Ngươi có biết hay không ngươi áo lông mặt phản? Hứa diệt hoang chi lên cánh tay nâng đầu, một bên đánh giá Giang Đạt, một bên cảm thấy buồn cười. Hắn nhưng thật ra là sửng sốt. Thật vậy chăng? Ân. Ừ. Nàng duỗi tay điểm hắn áo. Nhãn đều ở bên ngoài, ngươi liền như vậy một đường xuyên qua đến. Giang đạt biểu tình có điểm không được tự nhiên, hứa dịp hoang lắc đầu. Ngốc. Nàng ngón tay gãy hắn áo lông nhẹ vê chậm xoa, ánh mắt chăm chú nhìn cặp kia đen nhánh ánh mắt, ý cười dần dần ảm hạ. Giang Đạt có điều phát hiện, im lặng một lát, bắt lấy tay nàng. Ngươi muốn đem ta quần áo gãy lạng sao? Nàng không nói chuyện, ngược lại theo dõi hắn tay. Hứa Phương Linh hít vào một hơi, đầu chán ván não tăng đi lên trước, hỏi. Ngươi hiện tại có ý tứ gì? Rời đi bệnh viện cũng không cần thương lượng với ta, trực tiếp thông tri một tiếng là được là đi. Hứa diệt hoang đầu cũng không nâng, cực lãnh đạm trả lời ngươi lúc trước mang cái nam nhân trở về khiến cho ta gọi hắn ba cũng không thương lượng với ta quá a à. hứa phương linh nhất thời mở to hai mắt sững sờ ở tức thời đầy mặt kinh ngạc kỳ thật bệnh viện tâm thần không nghĩ tượng trung như vậy làm người ta kháng cự chỉ là mỗi ngày uống thuốc xong sau cần đến trương miệng nhường y tá kiểm tra hay không thật sự nuốt đi xuống khi cảm giác tựa như trở lại hài đồng thời kỳ đặc biệt trí chướng trong lòng nàng bác sĩ lạc từ cấp nàng mở một vòng dược chủ yếu là suýt loại dược vật, còn có nhằm vào hiện về thể nghiệm cùng bất lương ứng kích phản ứng kháng bệnh tâm thần dược cùng với trợ ngũ dược. Hứa phương linh nhăn khẩn mày ai tháng. Ta thật làm không hiểu, nàng phía trước đều hảo hảo, như thế nào đột nhiên bệnh thành như vậy. Lạc từ đẩy đẩy kính mắt. Không có hảo hảo a, à, nàng này mấy năm tại dê thị luôn luôn có xem bệnh uống thuốc, ngươi không biết sao. Hứa phương linh trương trương miệng. Nàng chưa từng có cùng ta nói rồi. Nói qua đi, Lạc Từ thuận miệng đáp. Khả năng ngươi không đương hồi sự nhi. Hứa Phương Linh trong lòng bị trắc hạ, đồng thời nghe thấy Hứa Vĩnh Linh ở bên cạnh phát ra cười lạnh. Lạc Hạ chuyển hướng sắc mặt buộc chặt gian đạt, nói cho hắn nói. Ta cấp hứa diệt hoang bố trí bài tập ở nhà, mỗi ngày ba lượt hô hấp lại huấn luyện luyện tập, mỗi lần 10 phút, tốt nhất tại nàng cảm thấy khẩn trương hoặc là thống khổ thời điểm làm này luyện tập, Ngủ trước cũng có thể giúp thả lỏng. Nàng biết phương pháp. Lại nói. Lần trước trị liệu ghi âm văn kiện ta đã muốn phát đến nàng Hồng Thư. Ngươi nhắc nhở nàng nghe một lần. Lần sau trị liệu trước muốn làm mình báo cáo trắc lượng. Nhớ rõ sớm một chút lại đây. Hảo. Xong xuôi thủ tục. Cầm dược. Hứa diệt hoang đổi Hảo Sim Y. Thu thập xong hành lý. Dẫn theo rương rời đi bệnh khu. Hứa Vĩnh Linh đưa bọn họ Hồi Giang đạt nơi hứa phương linh lái xe theo ở phía sau hai cái trưởng bối chung quy nhìn xem nàng về sau ở lại hoàn cảnh mới có thể an tâm đến địa phương xuống xe lên lầu hứa phương linh không biết như thế nào viền mắt đột nhiên ẩm ướt hồng lại có một loại đem nữ nhi đưa đi cô nhi viện cảm giác đau giang đặt mở cửa thỉnh bọn họ đi vào hứa vĩnh linh mọi nơi đánh giá nói không sai a à, rất sạch sẽ hứa diệt hoang đã có điểm sợ hãi đứng lên hoàn cảnh lạ lẫm nhường nàng không có cảm giác an toàn bản năng muốn lùi bước muốn trốn đi mà hứa phương linh càng là đổ đến hốt hoảng nàng này một đường khó chịu cực kỳ trong lòng vừa mắc cỡ vừa hận mẫu tính quá luyến tiếc đem nữ nhi ném ở chỗ này vì thế giữ chặt tay hứa diệt hoang nói ngoan ngoãn vẫn là cùng mẹ trở về đi trụ nhà người khác làm gì đâu đi chúng ta trở về hứa diệt hoang theo bản năng hướng giang đạp phía sau trốn ngón tay bắt lấy hắn quần áo, cái trán chống tại hắn phía sau lưng, quay mặt đi, không nghĩ đối mặt hứa phương linh. Vị này mẫu thân đại triệu đã kích, đỏ mắt vành mắt túng nàng. Đi thôi, cùng mẹ về nhà. Ta không cần. Nàng khẩn chế trụ gian Đạt thắt lưng, hai má vùi sâu vào hắn rộng lớn lưng. Ta không cần. Giang Đạt đem cánh tay tham về phía sau mặt đem nàng nắm ở, đồng thời xoay người ý đồ tránh đi hứa phương linh lôi kéo mợ đừng miễn cưỡng nàng hứa vĩnh linh thở dài tiến lên giữ chặt hứa phương linh quên đi dù sao thanh an cách bình hề không xa nếu việc hoang trụ không quen bất cứ lúc nào có thể trở về ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào lại đây xem nàng không cần khiến cho như vậy sinh ly tử biệt hứa phương linh tim như bị đau cắt nhìn đã lâu mới buông ra nữ nhi cổ tay gật đầu nghẹn ngào hảo hảo tạm thời ở nơi này ngươi nếu nghĩ về nhà ta bất cứ lúc nào lại đây tiếp ngươi. Hứa Diệt Hoang cùng Giang Đạt không có ngôn ngữ. Hứa Vĩnh Linh nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng thở dài. Có việc đánh cho ta điện thoại. Nói xong tiếng lên vỗ vỗ Hứa Diệt Hoang đầu. Chính mình hảo hảo A, à, tạp cho ngươi tồn một vạn khối, xài hết sớm một chút nói cho trong nhà, ta và ngươi mẹ đi về trước. Cảm ơn cửu cửu. Hứa Phương Linh bị lôi đi, phòng trộm cửa đóng, trong phòng còn lại bọn họ hai người. Hứa Diệp Hoang còn tựa vào hắn sau lưng. Giang Đạt xoay người, cúi đầu hỏi. Ngươi có tốt không? Ân, ừ, nàng chậm rãi hô hấp. Hơi mệt, muốn ngủ một lát. Có muốn ăn hay không điểm này nọ? Không cần, ta không đói bụng. Giang Đạt miếm môi, đụng đến nàng cánh tay, cầm, dắt đến trước giường. Ngươi ngủ đi, nơi này về sau về ngươi. Hứa Diệt Hoang khô khốc cười cười, không nói chuyện, cởi áo khoác, xốc lên xanh thẩm sắc chăn nằm đi vào. Giang Đạt đi đến cửa sổ sát đất trước đem rèm cửa sổ kéo hảo, sau đó trở lại bên giường, ngồi dưới đất thủ nàng. Hứa Diệt Hoang sườn nằm, vẫn không nhúc nhích đoan trang hắn mặt, thấp giọng hỏi. Ánh mắt thật sự một chút cũng nhìn không thấy sao. Giang Đạt nghe vậy vi lăng, lập tức lượt cười nói. Nhìn không thấy, chỉ có một chút quan cảm nàng duỗi tay sờ hắn mặt, trầm mặt nửa ngày, lại hỏi. Đó là cái gì cảm giác? Giang Đạt nghĩ nghĩ. Hiện tại trong phòng có phải hay không thật tối? Ân. Ừ. Hắn sờ soạn đèn bàn chốt mở. Ngươi đem ánh mắt đóng lại. Nàng đóng lại. Lạch cạch, một vang, đèn bàn sáng lên, lại một vang, quang diệt. Giang Đạt nói. Đại khái chính là như vậy. Hứa diệt hoang chậm rãi mở to mắt, khổ sở nhìn hắn. Hội sợ hãi sao? Đương nhiên sợ, bất quá đã muốn thói quen. Hắn thì thào. Phía trước tại manh giáo, có cái ngày kia mù người mù nói cho ta, tại trong bóng tối đợi lâu, một ngày nào đó hội quên mù trước cảm giác, quên thế giới bộ dáng, ta rất sợ này. Nàng ngừng thở không nói gì, nắm lên tay hắn phóng tới chính mình trên mặt. Giang đạt tinh tế đụng vào, thật lâu sau, tay sau này, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc ngắn. Tốt lắm, nhanh ngủ đi. Khốn ý xâm nhập, hứa diệt hoang mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn gối cánh tay, chuẩn bị bồi nàng nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lúc này lại nghe thấy nàng mơ mơ màng màng thấp lầm bầm một tiếng. Amun. Giang đạt sửng sốt, trái tim mạnh nhảy lên số hạ, hắn cơ hồ cho là chính mình nghe lầm, không thể tin đứng ở nơi ấy, lưng cứng ngắt, mở to hai mắt hoảng hốt kinh ngạc. Hứa Diệt Hoang hoàn toàn bất giác. Amun. Cầu ngươi đừng đi. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42. 41. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đi qua phát sinh rất nhiều chuyện, Hứa Diệt Hoang đã muốn nghĩ không ra, này mấy năm nàng đầu óc luôn luôn không lớn dùng được. Muốn cho Hứa Phương Linh đến nói, kia thật là muốn mạng già, hơn nửa lúc ban đầu năm ấy nàng tránh ở trong nhà không dám đi ra ngoài, người phải sợ hãi, sợ hắt, sợ nằm mơ, thần kinh khẩn trương, hơi có một chút động tĩnh đều có thể sợ tới mức cả người phát run, như lâm đại địch. Có một ngày thật vất vả đi ra ngoài, ai từng nghĩ nàng lại tiễn một đầu tóc ngắn trở về, lại mặc một thân tùng tùng suy sụp suy sụp hắc y phục, quần bò, chói mắt nhìn quả thực giống cái nam hài, không bao giờ nữa thấy ngày trước ôm nhu xinh đẹp hứa diệt hoang lại thật vừa lòng. Không có tính lực hấp dẫn liền sẽ không rước lấy xâm phạm, bọn họ ai tìm khắp không đến lấy cớ nói ta tao. Hứa Phương Linh không rõ nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, mới đầu chỉ có thể kiên nhẫn phối hợp, cực lực dễ dàng tha thứ, nhưng nàng quá độ cảnh giác nhường trong nhà người khẩn trương thành chim sợ cành công, mỗi ngày quá đến nơm nớp lo sợ. Bởi vì mất ngủ, mỗi cái đêm khuya nàng đãi tại sofa xem tivi, nhạc hải tỉnh, rời giường đến phòng khách uống nước, hắn thấy hứa diệt hoang lui ở đằng kia cho là nàng đã muốn ngủ tức thời đột nhiên nghĩ biểu đạt chính mình thân thiết vì thế đi đem chăn ôm đến chuẩn bị cấp nàng che lên ai ngờ nàng căn bản không ngủ hơn nữa theo nhạc hải đi vào phòng khách trong nháy mắt mà bắt đầu sợ hãi cả người buộc chặt cứng ngắc mắt thấy này nam nhân hướng chính mình tới gần nàng đột nhiên lên tiếng thép chói tai khuôn mặt vặn vẹo bệnh tâm thần trong phòng ngủ hứa phương linh dọa một cú sốc nghe tiếng vội chạy đến nhìn nhạc hải vô thố định tại bàn trà biên, sững trừng mắt, cứng họng. Này tính cái gì chuyện này? Xấu hổ chết rồi. Khi về sau nhạc hải cũng không dám nửa nửa đêm xuất hiện tại nàng trước mặt, thậm chí cố ý tránh đi chạm mặt thời cơ, miễn cho ra lại cái gì nhiễu loạn, hắn khả phụ không dậy nổi này trách. Hứa phương linh cũng thấy mỏi mệt không chịu nổi, không biết loại này ngày còn muốn ai bao lâu, nàng chỉ hy vọng hứa diệt hoang chạy nhanh quên mất ngày trước một lần nữa bắt đầu nhưng hứa diệt hoang hiển nhiên không như vậy nghĩ, nàng cùng lúc hy vọng kia chuyện căn bản không có phát sinh quá, cùng lúc lại hy vọng mọi người quan tâm nàng cảm thụ, lắng nghe nàng gặp được. Có một ngày nàng cổ đủ sở hữu dũng khí ý đồ hướng hứa phương linh thổ lộ hết chính mình đáy lòng sợ hãi, khả đương nàng vừa mở miệng, hứa phương linh lại lập tức đánh gãy, nói Ngươi vì sao chung quy suy nghĩ kia không vui gì đó? Vốn dĩ đều đã qua đi, ngươi luôn luôn cầm lấy không phóng, như thế nào có thể tốt được đứng lên đâu. Hứa diệt hoang nháy mắt nghe ra lời này tiềm thức, đối phương không muốn chia sẻ trong lòng nàng bị thương, không muốn làm nàng tinh thần trụ cột, không ai nguyện ý lắng nghe kia bi bi thương thích chuyện cũ, mặc dù người nọ là mẫu thân của nàng. Này không thể nghi ngờ cấp nàng lại một trọng kích. Tín nhiệm cảm thoát phá, hứa diệt hoang nhanh chóng võ trang chính mình, bắt đầu điên cuồng công kích hứa phương linh, nói. Nếu không ngươi gả cho nhạc hải, ta làm sao có thể biến thành như bây giờ? Đều là ngươi làm hại. Hứa Phương Linh không thể nhịn được nữa. Ngươi còn giảng không phân rõ phải trái. A, à, này mấy tháng trong nhà tất cả mọi người đều muốn xem sắc mặt của ngươi, mặc kệ ngươi phát giận vẫn là điên, chúng ta nửa lời không dám nhiều lời, ngươi còn muốn thế nào? Ai mất ngươi? Chính là ngươi nợ ta. Hứa diệt hoang giống bị dẫm cái đuôi miêu, trừng lớn hai mắt thẳng nhìn chầm chầm nàng. Ngươi đừng muốn cho sự tình lật qua trang. Ngươi mơ tưởng. Hứa Phương Linh nghe vậy trong cơn giận dữ. Loại này dọa người chuyện tình vì sao không ngã thiên. Vốn dĩ liền truyền đến ồn ào huyên náo, hàng xóm láng giềng chỉ rõ, ta đã muốn đủ nâng không dậy nổi đầu. Về sau ngày còn muốn không cần quá. Ta thật không rõ ngươi tại dây dưa cái gì, gian nham lại không có thật sự đem ngươi thế nào, người khác đã muốn chết rồi, ngươi còn có cái gì không hài lòng hứa diệt hoang bị hoàn toàn đánh nát, hứa phương linh nói được như vậy nhẹ, phản phất phủ định nàng nhận đến thương tổn có thể giảm bớt tâm lý của chính mình gánh nặng một loại. Nàng nghĩ nhiều mở miệng nói cho nàng. Không phải ta muốn bắt lấy chuyện này, là nó mỗi ngày buổi tối chạy đến của ta trong đầu, mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ thấy gian nham mặt, hắn nghe tóc ta, kéo của ta quần, dùng tay sờ của ta, có khi không phải hắn, cũng sẽ là khác cái gì nam nhân, bọn họ đạp hư ta, Ta liều mạng kêu A, à, khóc A, à, thế nhưng không ai cứu ta. Mỗi một trễ, mỗi một trễ. Vì sao các ngươi đều tại đi phía trước đi, chỉ có ta bị nhốt tại 12 Nguyệt 28 Hào. Phơi thay hoang dã, không người hỏi thăm. Nàng chịu không nổi, không được cứu. Vì thế ngày đó lần đầu tiên tự sát, nửa đêm nuốt mấy chục viên trăm nhạc ngủ, bị đưa đến bệnh viện sát quản rửa ruột. Rửa ruột cũng thật ghê tởm A ống cắm vào yết hầu, cũng không biết rút cái gì chất lỏng, lặp lại mấy lần, phỏng chừng còn có đạo tả dược vật, phân nước tiểu không chịu khống chế sắp xếp đi ra, thức tỉnh về sau đầu đau đến giống như nhanh nổ mất lạp. Ngu xuẩn ngu xuẩn, lần sau có thể hay không tìm cái thoải mái phương pháp. Quá không tôn nghiêm. Còn có, có thể đừng cho bác sĩ y tá thêm phiền toái sao. Hứa diệt hoang lên mạng tìm tòi không cho người thêm phiền toái tự sát phương pháp, Ai ngờ bố trí đỉnh đầu đề cũng là cả nước tâm lý nguy cơ cố vấn tuyến hồng ngoại ta đi này cũng quá cảm động đi nàng nhất thời khóc đến không thành người dạng tính tính Tư Tâm vẫn là muốn sống đi xuống vì thế xuất viện sau nàng dần dần không hề nhớ đến kia thống khổ trí nhớ tương quan nhân hòa sự cũng cố ý lãng tránh không hề không đề cập tới tự như theo trong đầu thanh trừ đi ra ngoài hoàn toàn quên ít nhất theo mặt ngoài xem nàng đã muốn dần dần hồi phục đến bình thường cuộc sống quỷ tích. Hứa Phương Linh thật vui mừng, rốt cuộc tùng một hơi. Thứ hai năm khảo học đại học, Hứa Diệt Hoang rời đi Bình Hề, đi hướng phương Bắc Dê Thị học bài, sau không nghĩ quá rồi trở về. Tam Lưu Đại học, Tam Lưu chuyên nghiệp, hỗn độn độ nhật. Khi đó nàng tính cách sớm trở nên thập phần quái gỡ, đối quan hệ giữa người với người đề không dậy nổi nửa điểm hứng thú, hơn nửa đồng học, vô luận bọn họ cỡ nào thân mật, cỡ nào đáng yêu, hoàn toàn không thể xúc động nàng thành lập hữu nghị nguyện vọng. Như vậy tốt nhất, đỡ phải khi nào lại bị vứt bỏ. Một người tại giáo ngoại phòng cho thuê trụ, ngày quá đến tỉnh tỉnh mê mê, có khi thậm chí cảm thấy không đến sự tồn tại của chính mình, thế giới mất đi chân thật cảm, không biết mỗi ngày việc làm có cái gì ý nghĩa. Cái xác không hồn cũng không đủ. Chỉ có đương nhận đến kích thích hoặc bệnh tâm thần phát tác thời điểm, nàng mới có thể theo chết lặng đột nhiên thức tỉnh lại đây. Ví dụ như thấy tin tức báo viết án hoặc giết người án, ví dụ như mỗi ngày bị một cái say rượu nam nhân đánh giá, lại ví dụ như hàng năm một hai nguyệt 28 ngày, hôm nay vừa mở mắt nàng liền không hề nguyên do buồn nôn nôn mửa, tiếp tục linh hồn bị kéo hồi bình hề, kéo dài tới thành nam, lầu 8, cái kia tràn đầy huyết tinh phòng khách, Giang nham xuất hiện tại trước mắt. Cái tác, chửi rủa bị kéo xuống quần bò, bị đụng vào, thiên A, à, nàng cảm thấy chính mình đáng ghét. Hứa diệt hoang đầu óc sắp nổ tung. Khi khủng bố trí nhớ dũng mãnh vào đầu óc, diễn đàn mỗi một câu ác độc lời nói đều rõ ràng tại trong đầu quá một lần, hoàn toàn không chịu khống chế. Ngay từ đầu nàng nghĩ không rõ, không ngừng lặp lại hỏi. Vì sao bọn họ muốn đối với ta như vậy? Bọn họ là người sao, nói như thế nào ra miệng? Sau lại bắt đầu hoài nghi chính mình. Kỳ thật bọn họ nói rất đúng, ta không nên chạy đến gian nham gia đi, là ta không tự ái, là ta tự tìm. Nếu lúc trước không có phản kháng, thật sự bị, bọn họ có phải hay không liền cùng giải quyết tình ta? Cuối cùng nàng bị chịu tội cảm bao phủ. Ta giết gian nham, ta hại bắt mất đi người yêu, ta hại trong nhà mặt mất hết. Giang Nham thật sự đáng chết sao? Nếu ngày đó ta thức thời tránh ra, không có lấy lời nói chọc giận hắn, nói không chừng hắn căn bản sẽ không đối ta động thủ. Ta cư nhiên giết hắn. Đó là điều mạng người A, à, thật sự thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hứa diệt hoang bị này đó mâu thuẫn ý tưởng ra tấn đến nửa chết nửa sống, lui ở trong góc gào khóc. Điên mất rồi, thật sự nhanh điên mất rồi, ai có thể cứu cứu ta? Nhanh cứu cứu ta! Đại khái thần minh ngẫu nhiên nghe thấy nàng kêu cứu, quá thiện tâm, nhưng Amun đi tới bên cạnh người nàng. Amun A, một cái sạch sẽ trong sáng thiếu niên lang, cao lớn trong sáng, giống như có thể che gió che mưa, hơn nữa chỉ đối hứa diệt hoang một người cười, ôm nhu đứng lên sắp đem người hòa tan. Mẹ, mặc kệ thượng đế Phật tổ vẫn là khác cái gì thần, tính các ngươi còn có điểm lương tâm, không nhường nàng tại tuyệt cảnh tự sinh tự diệt. Hứa diệt hoang nghĩ không ra. Thật có lỗi, nàng trí nhớ thật sự biến rất kém cỏi, chỉ nhớ rõ ngày đó giống như phát bệnh, không dám về nhà, mặt danh kỳ diệu chạy đến phái xuất sở ngoại gián tường của mình, đem nơi ấy xem như chỗ tránh nạn, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Phương Bắc âm lãnh thiên, róc trách hạ lên mưa nhỏ, Amun bung dù theo mưa đi tới, tự hồ đã muốn tìm nàng thật lâu, trên mặt tràn đầy lo lắng. Diệt hoang, ngươi ở chỗ này làm gì? Nàng sững nhìn hắn, nước mắt lạch cạch lạch cạch hạ xuống. Amun thở dài duỗi tay vuốt ve tóc nàng. Khóc gì? Ta lại không mắng. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Nàng bị khuất cực kỳ. Amun không nói chuyện, ngồi xổm xuống, đem nàng lưng đến trên lưng, chậm rãi đi trở về da. Về sau đừng như vậy. Hắn đem nàng phóng tới bên giường, lấy làm khăn mặt cấp nàng lau tóc. Hứa diệt hoang viền mắt phát hồng, nhỏ giọng nghẹn ngào. Thế nhưng ta sợ hãi ta không dám một người đãi ở nhà. Ta đây chuyển lại đây cùng ngươi, hắn nói. Ta chuyển lại đây, được không? Hứa Diệp Hoang khoái hoạt cực kỳ. Nhưng là Amun cũng không thể không có lúc nào là cùng nàng, hắn tại mỹ viện học bài, đại bộ phận thời gian còn phải đãi tại phòng vẽ tranh, Hứa Diệp Hoang không nghĩ quấy rầy hắn. Hai người ở chung, thường làm nhất chuyện tình chính là ôm nhau nằm ở trên giường, Hứa Diệp Hoang hy vọng hắn thẫn ôm chính mình. Một khắc cũng không cần buông ra. Amun, Amun, ngươi đừng đi. Ta không đi. Hắn ôm nhu cực kỳ, dán tại nàng bên tai nói nhỏ. Diệt hoang, ngươi ngoan, nhanh ngủ. Khi âm thanh so với trên đời này sở hữu bài hát tru con đều phải êm tai, nàng thật hạnh phúc, liền như vậy an tâm ngủ. Có thứ Amun giáo nàng họa họa, giảng dị bản quả táo, trước tiên ở giấy thượng họa một cái hình vuông, sau đó nhường nàng thiết điên tốt nhất cắt thành hình thang, dưới đánh bóng ma, cuối cùng họa ra một cái bẹp lại hình thù kỳ quái gì đó, dạy học thất bại. Amun buồn cười nhìn nàng. Đó là một cái gì? Ngươi làm sao có thể trở thành như vậy? Hứa diệt hoang A nhếch miệng, duỗi tay ôm hắn cổ, không quan tâm tiếng sát hắn trong lòng. Không được mắng ta. Amun liền nghiêng quá đi hung hăng hôn nàng. Ai đều không cần, dù sao cũng không người muốn nàng, chỉ có Amun không rời không vứt bỏ, hắn biết nàng sở hữu qua lại, sở hữu không chịu nổi cùng Bỉ khuất, hắn coi nàng là thành bảo bối. Hứa diệt hoang cảm thấy thật khoái hoạt nha. Nếu không có sinh bệnh thì tốt rồi. Sinh bệnh, cô độc cảm không chỗ không ở. Cái kia mùa đông, đối, 12 nguyệt 28 ngày, tản ra tanh tử một ngày, mỗi giây kề cận hỏng mất, nàng nghĩ có phải hay không xong rồi, lần này khiên không được theo rạng sáng bừng tỉnh, đau đầu, nôn mửa, sợ hãi, cảm xúc kịch liệt dao động phản phất mau đem chính mình xé rách, có lẽ chết mất mới có thể dễ chịu một ít. Amun khi trở về, nàng đang dùng đầu chống vách tường thét chói tai, đầy mặt đều là lệ. Tốt lắm, diệt hoang, đừng như vậy, hắn ôm lấy nàng. Không có việc gì, ta ở chỗ này a, à, không có việc gì. Hứa diệt hoang tuyệt vọng nhìn hắn, hỏng mất lắc đầu. Không, ngươi không ở ngươi không ở ai cũng cứu không được nàng trên đời này căn bản không có thượng đế không có thiên sứ không có tín ngưỡng có chỉ là tinh thần khoa bác sĩ cùng đủ để làm người ta trấn định xuống dưới viên thuốc ngày đó linh hồn của nàng lại trốn đi thân thể tựa như năm ấy tại trước máy tính thấy diễn đàn long trọng cùng hoang mỗi một câu đều khắc tại trong óc khi cách mấy năm như của một chữ không kém thay nhau trình diễn năm ấy nàng lần đầu tiên phân ly tỉnh lại đã muốn nằm ở bệnh viện. Nhưng hứa phương linh tự hồ chưa từng có ý thức được hẳn là mang nàng đi tinh thần khoa nhìn một cái. Nàng kỳ thật không muốn chết, thật sự, nếu có thể, ai không muốn sống đâu. Nàng thật sự sợ hãi. Lần thứ hai phân ly, tại dây thị, hứa diệt hoang sợ chính mình chết mất, cuối cùng đánh 120, chạy tới bệnh viện ở vài ngày. Nàng thế mới biết chính mình hoạn bệnh tên là PTSD, hơn nữa cùng với hậm hực chứng sau lại thật trường một đoạn thời gian không lại phát tác, chỉ là ăn tinh thần loại dược vật phản ứng trì độn, càng cạn sạch sức lực nhi. Hoàn hảo có A muôn cùng. Hứa diệt hoang muốn vì hắn tỉnh lại đứng lên. Năm nay Tết âm lịch nàng thậm chí đáp ứng hứa phương linh hồi bình hề đoàn viên. Từ khi xa độn dê thị, nàng đã muốn mấy năm không có hồi quá bình hề. Vốn dĩ hết thảy đều hảo hảo, ai ngờ đi vào sân bay, thế nhưng thấy gian đạt. Không chỉ gian đạt, không nhận sai lời nói bên cạnh hắn cái kia cao gầy tươi đẹp lại sáng sủa cô gái là nhiếp huyên không sai đi liền hà triển dương cũng ở đâu ba cái thanh xuân nam nữ nói nói cười cười truy đuổi đùa giỡn thật sự là thật khoái hoặc a à. ha 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 nguyên lai like hắn quá đến tốt như vậy oa à. hứa diệt hoang xa xa nhìn kia một màn chỉ kém ngay tại chỗ nổi điên bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 42 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giang Đạt vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất thật lâu, thẳng đến nghe thấy bên ngoài tiếng sấm lăn lộn, tí tách tiếng mưa rơi dày đặc, giống như chính mình cũng đổ vào một hồi mưa to, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn đứng dậy rời đi bên giường, đi đến bàn trà khác, không cẩn thận đá đến hứa diệt hoang hành lý, dưới chân lão đảo, Tim đập gia tốc, hắn hít sâu một hơi, đem rương chuyển đến góc tường, sau đó mệt mỏi ngồi vào sofa, cúi đầu vuốt mặt. Hắn đương nhiên đau lòng nàng. Khả thật sự không thể thuyết phục chính mình không đi phỏng đoán cái kia cùng nàng ở chung mấy năm nam nhân, cái kia liền tại trong mộng đều bị nàng treo tại bên miệng nam nhân, bọn họ trong lúc đó phát sinh quá cái gì chuyện xưa. Cảm tình có như vậy sâu sao? So với hắn còn sâu sao? Giang Đạt trong lòng thật đổ thậm chí cảm thấy phẫn nộ, rõ ràng đã muốn trở lại bên cạnh hắn, vì sao còn muốn nhớ nam nhân khác. Sinh xong hờn dỗi, nghĩ lại lại nghĩ, này mấy năm có người cùng nàng, tổng so với nàng cô độc không y tốt, hắn không nên như vậy lòng dạ hẹp hòi. Lăn qua lộn lại, các loại ý niệm trong đầu tại trong đầu lôi kéo đánh nhau, gian đặt phiền muộn không thôi, lúc lắc đầu, đơn giản ngã vào sofa, cũng nhường chính mình ngủ thượng vừa cảm giác chạng vạn khi hứa diệt hoang tỉnh lại, trong phòng lại tối lại tỉnh, nàng vẫn nằm không nhúc nhích, chậm rãi hồi tưởng hôm nay phát sinh sở hữu sự, xác định chính mình là ở gian đạt nhà trọ. Khóa cửa chuyển động, một cái mơ hồ bóng người tiến vào, nàng mở ra đèn bàn, thấy gian đạt bắt tay mua về nhẹ nhàng đặt tại tiểu trên bàn cơm. Hắn nghe đến động tỉnh dừng lại, theo bản năng kêu tên nàng. Diệt hoang, ngươi tỉnh. Khi nói chuyện thả xuống gậy dẫn đường, lập tức đi đến trước giường, lại hỏi. Ngủ đến có tốt không? Hứa diệt hoang nâng tay kìm cái trán, cổ họng khàn khàn. Càng ngủ càng khốn, trên người không có khí lực. Giang đạt than nhỏ, xoay người đụng đến nàng đầu, ngón tay cọ quá thái dương. Đói bụng không? Ta vừa rồi đi ra ngoài mua cơm chiều, ngươi đứng lên chịu chút nhi. Hứa diệt hoang ngốc nhìn hắn, cảm thấy vừa động, vỗ vỗ mép giường. Ngồi một lát đi hắn liền yên lặng ngồi xuống. Hôn ám ánh sáng mang đến tư mật cảm làm cho người ta trong lòng trào ra một chút ôn nhu, nàng khởi động nửa người dáng tựa vào hắn phía sau lưng, hai má gối đầu vai, nho nhỏ ngáp một cái, không biết như thế nào nháy mắt có điểm muốn rơi lệ, nhưng nhịn xuống, phản cười nói. Cảm giác giống đang nằm mơ. Ngươi là không phải thật sự. Giang Đạt nói. Nếu không ta khát ngươi một chút, nhìn xem có đau hay không. Hứa Diệt Hoang thật bình tĩnh. Ngươi dám khác ta thử xem. Hắn cười cười. Ta không dám. Nàng cũng cười. Hai người tại tiểu trên bàn cơm ăn cơm, đỉnh đầu một ly thiết nghệ chạm rỗng tiểu đèn treo, ánh sáng ấm áp. Hứa Diệt Hoang khó được hảo khẩu vị, đem cháo cùng đồ ăn đều ăn xong rồi, chính mình đến một bên mở ra trương thu thập hành lý. Tủ quần áo rất nhỏ, Giang Đạt nói. Ngươi cùng ta chen chen không có việc gì, ta này nọ không nhiều lắm. Nàng phóng hảo quần áo, cầm rửa mặt đồ dùng đến phòng tắm, cố ý vô tình đánh giá vài lần, rửa mặt trên đài sạch sẽ, chỉ thả một khối xà phòng, kem đánh răng bàn chải đánh răng, còn có một cái chạy bằng điện dao cạo râu. Hứa diệt hoang đem đồ vật của chính mình đặt tại bên cạnh, trong mắt nhìn, trong lòng cao hứng đứng lên. Muốn hay không đi ra ngoài đi đi. Tốt. Hứa diệt hoang mặc vào áo khoác, đợi Giang Đạt đem mua về hồng cất vào túi ni lon, thuận tiện xuất ra đi vứt bỏ. Hạ quá mưa, mặt đất có phần ẩm ướt, con đường này đi qua vô số lần, lộ tuyến thuộc nhớ với tâm, hắn không mang gậy dẫn đường. Hứa diệt hoang hai tay sao tại áo túi tiền, lui cổ, thả chậm cước bộ đi theo bên cạnh hắn. Phía trước có cái tiểu siêu thị, Giang Đạt bỗng nhiên nói. Chúng ta đi đi dạo đi, xem có cái gì muốn mua. Ân vòng qua cây nhỏ tùng, cực đại chiêu bài tại môn điếm phía trên sáng hồng quang, đi đến bậc thang chỗ, hứa diệt hoang giữ chặt tay hắn, dẫn hắn đi lên. Tiến vào siêu thị, đẩy cái giỏ hàng, kỳ thật cũng không có gì muốn mua, nhưng liền như vậy đi dạo cũng rất cao hứng. Ngươi bình thường tới nơi này như thế nào chọn này nọ? Nàng hỏi. Tìm nhân viên cửa hàng hỗ trợ. Hứa Diệp Hoang gật đầu, lại hỏi. Còn nấu cơm sao? Giang Đạt nghĩ nghĩ. Đơn giản hẳn là có thể đi, trứng sốt cà chua cái gì, bất quá ngủ về sau ta rất ít tiếng phòng bếp, nhiều lắm buổi sáng nấu hai quả trứng. Hứa diệt Hoang nói. Khi vẫn là đến mang củi dầu gạo muối mua tề, chờ ta nghiên cứu nghiên cứu thực đơn, về sau làm cho ngươi ăn. Hắn nhưng thật ra là kinh ngạc. Ngươi biết nấu ăn. Sẽ không, chậm rãi học A, à, nàng nói. Dù sao nhàn rỗi không có việc gì. Giang Đạt liền cười. Phòng bếp muốn xong đời. Hứa Diệp Hoang không để ý tới hắn. Giỏ hàng dần dần bỏ vào, hai người đến thu ngân đài xếp hàng thanh toán. Giang Đạt đứng ở Hứa Diệp Hoang phía bên phải, thoáng dựa vào sau, hắn cánh tay vòng qua nàng thắt lưng, cầm đẩy xe bắt tay, đem nàng vây khốn ở giữa. Ai đến gần, nói chuyện cũng trở nên nhỏ giọng keo kiệt, hai người như kề tai nói nhỏ một loại. Ngươi lạnh không lạnh có một chút. Có phải hay không nên mua trương thảm điện? Trong nhà chăn quá mỏng. Hứa diệt hoang bật cười. Hiện tại đã muốn tháng 3. Đúng lúc này bên cạnh có cái nam sinh bỗng nhiên đánh thanh tiếp đón. Ha, thẩm minh. Giang đạt phân biệt kia âm thanh, lượt cười cười. Lý đạt. Đối phương khách sáo cười. Tối hôm qua tụ hội ngươi như thế nào đột nhiên đi rồi. Có biết hay không nhiếp huyên sau lại đều khóc. Giang Đạt thuận miệng nói. Lâm thời có việc. Lý Đạt thần sắc vi diệu qua lại đánh giá bọn họ hai người, ánh mắt dừng ở hứa diệt hoang trên người, chần chờ hỏi. Vị này là ngươi bằng hữu. Giang Đạt tạm dừng hai giây, nói. Bạn gái. Hắn nhất thời nhướng mày lên mau, đồng tử tả hữu loạn hoảng, sắc mặt kinh ngạc lại xấu hổ. Khi nào giao bạn gái? Như thế nào không nói cho chúng ta biết? Giang Đạt nói. Trung học khi giao. Đối phương càng nghe không hiểu. Hứa Diệp hoang mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn xem ngón tay, như ngoảnh mặt làm ngơ. Đại lý Đạt sớm thanh toán đi rồi, nàng quay đầu hỏi. Thẩm Minh là có ý tứ gì? Ta sửa lại tên. Nàng rầu rĩ, Nga, Thanh. Hai người về nhà, trước đêm mua đến này nọ chỉnh lý hảo, sau đó hứa diệt hoang lấy quần áo đi phòng tắm tắm rửa nước ấm trầm lạp từ đầu đổ xuống, sương mù tràn ngập, nàng xoa xoa bông tắm, đến giữa hai chân, thông thả cứng đờ, một trận mãnh liệt không khỏe cùng tháng cự cấp nảy lên đến, quyền đầu buộc chặt, hô hấp áp lực, thoáng chốc không xong cực kỳ. Hứa diệt hoang nhắm mắt lại, cái trán dùng sức chống vách tường gạch men sứ, không thể khắc chế đối chính mình thân thể chán ghét, không biết vì sao linh hồn muốn trang tại đây dạng một bộ thoát phá trong thân thể dày vò chịu tội nàng không xác định chính mình hay không nghẹn ngào hai tiếng, Giang Đạt bỗng nhiên bước đi đến bên ngoài. Diệt hoang. Nàng nghe vậy vội đóng thủy, vội vàng đáp. Ta quên lấy khăn mặt. Giang Đạt nín thở trầm mặt, không vạch trần nàng, chỉ nói. Dùng của ta đi. Hảo. Tắm rửa xong đi ra, hứa diệt hoang ngoan ngoãn đổ nước uống thuốc, nàng không nghĩ dọa đến Giang Đạt, cực lực khắc chế cảm xúc, tâm phiền ý loạn ngồi trên giường lau tóc, chờ đợi dược hiệu đi lên có thể ngủ. Giang Đạt âm thầm nắm chặt nắm chặt quyền, ngồi vào mép giường nhẹ giọng hỏi. Không thoải mái sao? Ân, ừ, nàng miễn cưỡng cười. Hoàn hảo. Hắn lại hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn hay không xem tivi? Hứa diệt hoang lắc đầu. Không có nghe thấy đáp lại, Giang Đạt đoán nàng đại khái không cần, chính mình cũng không biết có thể làm sao bây giờ, yên lặng ngồi nơi ấy, thẳng đến nàng xuống giường tìm máy sấy thổi tóc, hắn cũng vẫn rửa mặt đi. Đợi Giang Đạt theo phòng tắm đi ra, nàng đã muốn buồn ngủ, mơ mơ màng màng gọi một tiếng. Ngủ ngon, nhớ rõ tắt đèn, ngày mai thấy. Giang Đạt không hiểu có điểm xấu hổ, rõ ràng là chính mình nhà trọ, như thế nào đột nhiên không biết tay chân nên đi ở đâu phóng. Cái kia, hắn đứng ở giường sừng hỏi. Ta ngủ chỗ nào? Hứa diệt hoang thì thào. Ngươi có thể ngủ sofa sao? Hắn còn có thể nói cái gì? Có thể. Đương nhiên có thể. Giang đặt từ tủ quần áo xuất ra một khát bộ chăn, sofa cũng không rộng mở, nằm lớn như vậy cá nhân lại thêm chăn, xoay người đều thành vấn đề, chỉ vì hắn cam tâm tình nguyện, cũng không cảm thấy vất vả. Sáng sớm hôm sau có khóa, Giang đặt đi ra ngoài trước đến bên giường nhỏ giọng đánh thức hứa diệt hoang, nói cho nàng nói như thế này ta làm cho người ta đưa điểm tâm đi lên, ngươi ăn xong ngủ tiếp, có việc đánh cho ta điện thoại, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nàng đầu chán ván não tăng, cũng không biết có hay không nghe rõ, liền ánh mắt cũng không mở to, mơ hồ tân một tiếng. Ước chừng 8 giờ rưỡi, chung cửa chợt vang, hứa diệt hoang không thể không mờ mịt đứng lên lấy mua về. Tiểu mễ cháo, tiểu lung bao, ăn xong đầu còn ngất, vì thế bò lại trên giường tiếp tục bổ thấy hai cái giờ lại tỉnh lại khi cả người mệt mỏi, rèm cửa sổ không đủ dày, ánh sáng chói mắt, hứa diệt hoang đụng đến bên gối di động, thấy một giờ trước gian đặt cấp nàng phát tin tức, hỏi nàng hay không rời giường. Tin nhắn vừa hồi phục xong, di động chuông vang, hắn nhưng lại đánh lại đây. Quy, Huy! rốt cục tỉnh. Ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ cùng yêu thương, hắn cười hỏi. Ăn điểm tâm sao? Ăn ta còn có hai tiết khóa, thượng xong trở về. Giang Đạt nói, ngươi nếu cảm thấy nhàm chán cũng có thể lại đây theo ta cùng tiến lên khóa. Hứa diệt hoang dọa nhảy dựng, trương trương miệng. Không cần. Ta có việc làm. Giang Đạt cười. Được rồi, kia, giữa trưa thấy. Hảo. Trò chuyện kết thúc, nàng rời giường thu thập này nọ, trước đêm ngày hôm qua thay cho quần áo đều giặt sạch, sau đó mở ra laptop máy tính, ngồi bàn trà trước ôn lại ngày đó trị liệu ghi âm. Nghe xong đã qua đi 90 phút, cảm xúc có phần không xong, vì thế lại làm hô hấp lại huấn luyện luyện tập, nhưng là không phải thật dùng được. Hứa diệt hoang cầm thuốc lá cùng cái bật lửa đi đến ban công thông khí. Giữa trưa như trước trời đầy mây nặng trĩu, trong tiểu khu người ở ít ỏi, nàng nhìn xa xa phát ngốc, không biết như thế nào, mẫn cảm thần kinh cảm thấy khác thường, chói mắt nhìn lên, nguyên lai dưới lầu có cái xinh đẹp cô nương đang ngồi ở bàn đu dây thượng ngửa đầu xem nàng, sắc mặt vừa sợ vừa giận, thập phần khó coi. Hứa diệt hoang mặt không chút thay đổi cùng nàng đối diện, mấy sau xoay người hồi ốc. Nhiếp huyên cảm giác chính mình giống bị quăng cái cái tác, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, mặt đỏ tai hồng, tối hôm qua theo bằng hữu trong miệng nghe đến sinh động như thật miêu tả. Nói gặp được Giang Đạt cùng một cái tóc ngắn cô gái tại siêu thị không coi ai ra gì vành tay quấn tóc mai, vô cùng thân thiết khăng khiếp nàng lúc ấy cố nén bằng hữu đồng tình ánh mắt không sao cả cười tâm lại lạnh cái thấu hận không thể tìm cái kẻ tiến vào đi giữa trưa tới nơi này đợi gian đạt muốn tìm hắn muốn cái cách nói nhưng cũng không có nghĩ tới muốn gặp hứa diệt hoang nếu vừa rồi thấy nàng mặc áo ngủ xuất hiện tại nhà trọ ban công đã tính kích thích như vậy đương nàng lại đắp Giang Đạt áo khoác xuống lầu đi vào nàng trước mặt nhiếp huyên bị hoàn toàn chọc giận nhận định đối phương thị uy đến đây mặc dù trên thực tế hứa diệt hoang chỉ là bởi vì sợ lạnh đi ra ngoài thời điểm thuận tay cầm kiện giày quần áo hai người nhiều năm trước tại đêm giao thừa gặp qua một lần nhiếp huyên đánh giá nàng nhớ đến gian đạt ký họa bản nhớ lại họa người trong bộ dáng lại có chút nhận không được hứa diệt hoang sắc mặt ảm đạm một tay sao tại trong túi tiền một tay mang theo thuốc lá biểu tình bình tĩnh nhìn nàng nhiếp huyên một thân ngăn nắp sáng lệ vóc dáng lại cao mắt xem đối phương bộ dáng lôi thôi, trong lòng sinh ra ưu việt cảm, không tự giác nâng lên cầm, tư thái cao ngạo. Hứa diệt hoang cười cười, hút thuốc, bật hơi, nhàn nhạt hỏi. Đợi gian đạt A. À. Nhiếp huyên mân khẩn môi tân thanh, kiêu ngạo nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Hứa diệt hoang gật đầu. Ta đây lên rồi. Nói xong xoay người bước đi. Nhiếp huyên sửng sốt, không chút suy nghĩ bật thốt lên kêu nàng. Quy. Ngươi chờ một chút. Hứa Diệt Hoang cảm thấy buồn cười, dừng lại chân, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian, sau đó quay đầu nói cho nàng. Cho ngươi 5 phút, sảng khoái điểm, ta chân lạnh. Nhiếp huyên nghe vậy tầm mắt đi xuống, thấy nàng thế nhưng chân trần xuyên qua đôi nam sĩ lạnh kéo, thái độ như thế tùy tiện, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, nàng nhất thời cảm thấy trong cơn giận dữ, không thể nhịn được nữa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 43 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngươi không phải tại phương Bắc học sao? Nhiếp huyên vốn định khắc chế chính mình, khả một trương miệng liền không thể ngăn cản xúc động, liền mang theo âm thanh đều tại phát trung. Em đẹp đột nhiên chạy về đến quấy rầy người khác bình tĩnh cuộc sống, ngươi không cảm thấy như vậy thật ít kỹ sao? Hứa diệt hoa nghiêng đầu nhìn nàng. Ta quấy rầy ai? Nhiếp huyên ngừng thở. Còn giả ngốc đâu? Ngươi có biết hay không gian đạt này mấy năm là như thế nào quá? Ngươi có biết hay không một cái kiện toàn người đột nhiên biến thành người mù là loại cái dạng gì cảm giác? Thật vất vả hắn tỉnh lại đứng lên, khi được thanh an đại học, một lần nữa bắt đầu bình thường nhân sinh, tiền đồ một mảnh quang minh, sau đấy ngươi toát ra đến đây. Ngươi tới đang làm gì? a à, đem hắn kéo về đi qua cả ngày cùng ngươi đắm chìm tại không có thiên lý nhớ lại sao hứa diệt hoang sắc mặt bình tĩnh xem ra ngươi thật thích đối người khác khoa tay múa chân loại này thói quen không quá hảo không nói đến giang đạt là cái người trưởng thành hắn có quyền lực làm bất kỳ cái gì lựa chọn liền nói ngươi đi ngươi lại là dùng cái gì thân phận cùng tư cách đến theo ta giảng này đó ngươi dựa vào cái gì nhiếp huyên cười lạnh xin nhờ ta cùng hắn đã sớm là người một nhà, nhạc cầm a di luôn luôn là ta ba ba tại dưỡng, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Này mấy năm bồi tại hắn bên người chẳng lẽ là ngươi hay sao? Chợt nghe đến tên nhạc cầm, hứa diệt hoang sắc mặt vi cương, trong lòng phút chốc nắm chặt hạ, có phần kích thích, nàng ném xuống thuốc lá, dẫm tắt, nhàn nhạc nói. Đó là ngươi cùng chuyện của hắn, tìm hắn nói đi, ta không xen vào. Chuyện ta cùng hắn ngươi cũng không xen vào nhiếp huyên nheo lại hai mắt đánh giá nàng sắc mặt càng trào phúng ngươi không phải ỷ vào hắn ấy nấy sao hứa diệt hoang ngươi là không phải cảm thấy gian đạt đặc, đặc biệt có lỗi với ngươi cho nên xứng đáng cho ngươi đương đệm lưng đúng không ta không nghĩ như vậy nhưng ngươi liền làm như vậy a à. nhiếp huyên bước lên khóe miệng vốn dĩ ta rất đồng tình ngươi dù sao bất luận kẻ nào gặp được cái loại này sự tình đều sẽ không dễ chịu nhưng ngươi không thể khoác thụ hại giả gia nhường gian đặt cho ngươi phụ trách cả đời đi. Nói cho cùng ba hắn đã muốn chết rồi, bị ngươi tự tay giải quyết điệu, chỉnh chuyện cùng hắn bản nhân có cái gì quan hệ. Hắn dựa vào cái gì phụ này trách. Hứa diệt hoang chậm rãi nâng mắt xem nàng. Lời nói không tốt nghe, phụ thân đối với ngươi làm ra cái loại này sự, ngươi hiện tại cùng với hắn, không cảm thấy rất kỳ quái sao. Nhiếp huyên biểu môi. Còn có, ngươi cho là con mắt của Giang Đạt là như thế nào làm mù. Còn không phải là vì cho ngươi hết giận, tìm bàn bạc báo chiều phóng viên cho hả giận, thế này mới không cẩn thận bị xe cấp đụng phải. Hắn thật sự không nợ ngươi cái gì, được không? Hứa diệt hoang hai tay lưng ở phía sau, tiến lên hai bước, gần từng tiếng. Nhắc lại kia sự kiện, tin hay không ta trừ ngươi? Cái gì? Vô nghĩa nhiều như vậy, không phải là thích Giang đạt sao? ngươi rốt cuộc là lão bà của hắn vẫn là bạn gái. Ngươi vị nào a? À? Nhiếp huyên lui về phía sau hai bước. Của ta xác thực không phải hắn người nào, chỉ là thượng quá giường mà thôi. Hứa diệt hoang cười. Phải không? Nhiếp huyên lấy điện thoại cầm tay ra. Biết ngươi không tin, ta cũng lười cùng ngươi tốn nhiều vỏ mồm. Nàng giáp mặt bác đánh giang đặt điện thoại, trên mặt có loại bất cứ giá nào thống khoái ý ba bốn thanh sau điện thoại thông, nàng nhìn chầm chầm hứa diệt hoang, ấn xuống loa ngoài. Quy, Quy, Giang Đạt. Nhiếp huyên ôm lấy cánh tay. Nghe nói ngươi đã muốn đem hứa diệt hoang nhận được chính mình nơi phải không? Động tác còn rất nhanh. Bên kia trầm mặt mấy. Có việc sao? Nhiếp huyên hít sâu một hơi. Ta cảm thấy ngươi hảo hảo hẳn là sớm cho ta một cái cách nói, ít nhất nhường ta tại bằng hữu trước mặt không đến mức quá mức bị động dù sau này mấy năm chúng ta ra vào có đôi mọi người xem tại trong mắt ta cũng muốn thanh danh không phải sao giang đạt nói nếu mọi người xem tại trong mắt như vậy hẳn là biết chúng ta không có gì quan hệ còn cần cái gì cách nói nhiếp huyên dừng hạ sắc mặt phi tức giận ngay sau đó mi phi sắc vũ cười lạnh đứng lên ha không có gì quan hệ ngươi theo ta tán tỉnh thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Ngươi đã quên lần đó đem ta kéo dài tới trên giường, xé ta quần áo, còn đụng đến trong váy đi, không phải uy hiếp nói muốn nhường ta khóc sao. Hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạn, hiện tại trở mặt là đi. Lần này Giang Đạt trầm mặt thật lâu, mở miệng khi ngữ khí đã muốn trở nên thật không kiên nhẫn, hơn nữa lạnh lẽo. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nhíp huyên xoay xoay thắt lưng, nhìn hứa diệt hoang cười. Chẳng ra sao cả, tâm sự thôi. Di động kia đầu còn không có hé răng, hứa diệt hoang nhưng thật ra là cong lên khóe môi khóe môi, gần từng tiếng. Ta thảo mẹ ngươi. Nhiếp huyên thoáng chốc sửng sốt, chậm rãi mở to hai mắt. Ngươi mắng ta. Giang Đạt cũng nghe thấy, nhất thời tất cả kinh ngạc. Diệt hoang. Nàng chỉ nhìn chầm chầm nhiếp huyên lấy loại chuyện này cho rằng khoe ra tư bản ngươi cũng thật đủ tiện ngươi nói ai tiện ngươi nói ai tiện hứa diệt hoang cười đến khinh miệt nâng tay nhất chỉ ngươi cùng gian đạt các ngươi hai cái tiện nhân ôm đi tìm chết đi nàng nói xong quay đầu bước đi tiếng hàng hiên lưu lại nhiếp huyên đứng ở tại chỗ giận không thể đương nàng mắng ta ngươi nghe thấy không nàng dùng thô tục mắng ta Giang Đạt đã muốn hoàn toàn ngây người. Các ngươi ở đâu? Nhà ngươi dưới lầu. Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Cách xa nàng một chút, nhiếp huyên, đừng làm như vậy bị ổi chuyện, thật sự. Nhiếp huyên bị đóng tại tức thời, hô hấp nghẹn trụ, trong phút chốc đột nhiên nói không ra lời. Hứa diệt hoang chạy lên lâu, lấy cái chìa khóa vào nhà, phanh một tiếng, môn quan, nàng lưng dựa vào vách tường nhắm mắt lại thử bình phục cảm xúc đáng tiếc vô dụng, nàng cả người phát run, nước mắt không chịu khống chế ba ba đắc đắc nhắm thẳng hạ điệu, trái tim phản phất muốn theo trong cổ họng nôn đi ra. Khí huyết dâng lên, hô hấp trở nên khó khăn, nàng đấm đấm ngực, bởi vì khó mà chịu đựng này mãnh liệt áp lực cùng kích thích, cuối cùng tê rống ra tiếng gào khóc. Quá xuẩn thật sự là quá xuẩn nàng dựa vào cái gì ảo tưởng gian đặc hội toàn tâm toàn ý đợi nàng dựa vào cái gì cho rằng này sở trong phòng không có nữ nhân cuộc sống dấu vết sẽ cùng với hắn không có nữ nhân. Kỳ thật rất nhiều nam nữ quan hệ đều không cần ở chung, một đêm tình, ái muội tính bạn lữ, đều không cần ở chung. Hứa diệt hoang thở không nổi, nàng cảm thấy chính mình hẳn là uống thuốc, trung trung tìm ra viên thuốc, khả dây tiếp theo lại nổi điên dường như đem cái chai đập đi ra ngoài. Ta không phải bệnh tâm thần, ta không phải điên tử, ta không cần uống thuốc nàng chán ghét chính mình giống cái phế vật, chỉ biết cho người khác thêm phiền toái phế vật. Điểm thuốc lá, hung hăng hấp vài miệng, nước mắt luôn luôn điệu, không có biện pháp, nàng liền khóc đem tàn thuốc ấn đến chính mình mu bàn tay, trên người đau, trong lòng có thể hay không thiếu đau một chút. Giang Đạt vội vàng gấp trở về, tại dưới lầu gặp được Nhiếp Huyên, đối phương vốn định tiến lên kéo hắn cánh tay, ai ngờ vừa một tới gần, hắn đột nhiên duỗi tay bắt được nàng áo, đem nàng túng đến suýt nửa té ngã ngươi muốn làm cái thứ hai lý tư là đi. Giang Đạt Mi một lạnh lẽo, khuôn mặt thậm chí trở nên vặn vẹo. Ta nói cho ngươi, nếu hứa diệt hoang ra chuyện gì, ta nhất định thập bội hoàn trả. Nói xong dùng sức ném ra nàng, bước đi hướng hàng hiên. Nhiếp huyên đứng ở tại chỗ viền mắt phát hồng, cắn chặt môi dưới. Hắn lên lầu mở cửa, nhanh chóng xông vào, dưới chân dẫm đến cái gì, duỗi tay một sờ, là hắn áo khoác. Diệt hoang. Giang đạt không kịp thu hồi gậy dẫn đường, thẳng chọc đi phía trước tham. Ngươi ở đâu? Lạch cạch, một vang, lại đá đến một cái trương, hắn nghe thấy bên cạnh mơ hồ truyền đến nghẹn ngào, xoay người đụng tới nàng đầu, vì thế vội vàng ném xuống gậy dẫn đường đem nàng nắm ở. Ngươi đang làm gì? Hứa diệt hoang nhắm thẳng sau lui, thập phần kháng cự hắn đụng vào. Cách ta xa một chút có thể chứ? Ta hiện tại nghỉ phung. Giang đạt trái tim nhảy rất nặng quyền đầu nắm chặt. Ta cùng nhiếp huyên cái gì cũng không có, tối hôm đó ta chỉ là tức giận, nghĩ hù dọa nàng. Đừng nói nữa được không? Hứa Diệp hoang che lỗ tai. Đã muốn đủ rồi, không cần ngươi nói, của ta đầu óc có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, ngươi như thế nào đem nàng đặt ở kia trên giường, từng cái chi tiết ta đều có thể tưởng tượng đi ra, thật sự đủ rồi. Giang Đạt mân khẩn môi, sắc mặt trắng bệch. Không phải như vậy, Diệt hoang, không phải ngươi nghĩ như vậy, đừng như vậy tra tấn chính mình. Cũng đừng như vậy tra tấn ta. Hứa diệt hoang đầy mặt là lệ. Nhiếp huyên thật khá a, à, như vậy tự tin, như vậy đàng hoàng, ai cùng với nàng đều sẽ bị hấp dẫn đi. Ngươi không phải thích loại này loại hình cô nương sao? Giang Đạt Trầm nói. Ta cho tới bây giờ liền không thích loại này loại hình, ta chỉ là thích ngươi mà thôi. Ta đã sớm không phải ta a. À. Hứa Diệp Hoang thở không nổi. Ta không nên chạy tới tìm được ngươi rồi, quá dày da mặt, ỉ vào ngươi ấy nấy, lợi dụng ấy nấy bắt cóc ngươi, kéo ngươi xuống nước, kỳ thật căn bản không liên quan chuyện của ngươi a, à, loại này hành vi tính cái gì? Quả thực ti tiện. Ta xem thường ta chính mình. Diệt Hoang, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta luôn luôn đang đợi ngươi trở về tìm ta a. À? Nàng khóc không thành tiếng. Người sớm hay muộn đều sẽ phiền chán, không ai có thể đủ trường kỳ chịu đựng một cái bất cứ lúc nào nổi điên phế vật. Giang Đạt cố gắng khắc chế chính mình. "Ngươi hiện tại cảm xúc quá kích động, chúng ta trước bình tĩnh một chút, được không?" "Đâu chỉ kích động đâu." Nàng nổi bật hận ý, hỏng mất nói. "Dựa vào cái gì các ngươi đều sống được hảo hảo, chỉ có ta tại nhân gian địa ngục, dựa vào cái gì?" Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Giang Đạt Viền mắt đỏ bừng, muốn ôm nàng, ai ngờ nàng đã muốn hoàn toàn không khống chế được. Ngươi tránh ra. Ta không cần ngươi. Ta muốn hồi dê thị, ta muốn a -mung. Không, diệt hoang, ngươi liền ở chỗ này, chỗ nào cũng không thể đi. Nàng tay chân cùng sử dụng cậy mạnh đưa hắn đẩy ra, đứng dậy chạy trốn tới bàn ăn kia đầu. Đối, hắn là người mù, chỉ cần không ra tiếng đã bắt không đến nàng đi. Hứa Diệt Hoang ngừng thở, trơ mắt nhìn hắn lo lắng vô thố mọi nơi sờ soạn. Diệt Hoang Giang đặt một chốc đụng vào bàn trà, một chốc đụng vào sofa, nhìn không thấy, thật sốt ruột, vì sao ánh mắt nhìn không thấy. Diệt Hoang, hắn biết nàng cố ý không ra tiếng, vì thế mờ mịt đứng ở nơi ấy, cổ họng nghẹn ngào. Lại đây ôm ta một cái được không? Cầu ngươi. Hảo đau lòng a. À. Nhưng nàng không có biện pháp đi qua, nàng hiện tại thầm nghĩ đào tẩu. Giang Đạt cũng sợ nàng chạy trốn, vì thế đơn giản đi cửa đổ nàng, quả nhiên, nàng vừa chạy đến huyền quan chỗ đã bị hắn bắt được. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Hứa diệt hoang phản phất thấy gian nham mặt, quanh mình hoàn cảnh cũng biến thành thành nam lầu tám kia gian nhà, cái kia phòng khách, mùi máu tươi, bia vị, nàng đột nhiên phân không rõ đây là tại trong mộng vẫn là thực tế, chậm rãi, thân thể cũng không giống như là chính mình linh hồn của nàng lại trốn đi, ngốc ngốc đứng ở bên cạnh nhìn Giang Đạt ôm chặt lấy nàng, mặt nàng như thế nào khóc đánh cũng không buông tay. Ước chừng nửa nhiều giờ, giống như trong mộng sơ tỉnh, nàng mở mắt ra, thấy chính mình nằm ở Giang Đạt trong lòng, hắn ủng nàng ngồi trên sofa. Cả người vô lực, đầu óc trống rỗng. Giang Đạt sườn mặt có móng tay trảo ra vết máu. Nhưng hứa diệt hoang không nhớ rõ chính mình đánh quá hắn. Thật đáng thương. Nàng chậm rãi khởi động thân, thân ái hắn mặt. Giang đạt nháy mắt bừng tỉnh, theo bản năng thu nạp cánh tay. Diệt hoang. Nàng cổ họng thật ách. Thật xin lỗi. Giang đạt trầm mặt nửa ngày. Vừa rồi ta cấp lạc bác sĩ gọi điện, buổi chiều mang ngươi đi Nam Sơn, được không? Hứa diệt hoang nghe vậy rủ xuống mi mắt, nhẹ nhàng tân một tiếng. Ta hành lý còn không có thu xong, xin chờ một chút. Giang đạt sửng sốt trái tim như bị trăm ngàn chi mũi tên nhọn đâm trúng, hắn cứng ngắt bàn tay chế trụ nàng thắt lưng. Không, ta không phải muốn đem ngươi đuổi về bệnh viện, chỉ là tìm lạc bác sĩ nhìn xem, ta thật lo lắng ngươi. Hứa Diệp Hoang không nói gì. Giang Đạt để ở cái trán của nàng nặng triểu thở. Hai người đều lặng im hồi lâu, không biết như thế nào, thoáng gần sát, hôn tại cùng nhau. Giang Đạt nâng nàng cái óc, đầu tiên là ôm nhu, nhẹ nhàng mà dán hợp nhưng như vậy hiển nhiên không đủ, hắn khó mà chịu đựng giống như được một tấc lại muốn tí một thước, trong lòng vừa đau lại nhạt, tham lam cùng nàng liều chết dây dưa. Hứa diệt hoang mệt chết đi, thế nhưng thật vui vẻ, hảo nghĩ như vậy chết chìm tại hắn hôn. Hai người thân đến thở hồng hộc, tách ra khi ẩm ướt, có chất lỏng dừng ở bên môi, lại bị nàng liếm rớt. Ta cảm thấy hảo dọa người. Nàng bỗng nhiên nói như vậy. Giang đạt dáng tại gò má nàng cái gì? Hứa diệt hoang nói. Không khống chế được bộ dáng hảo dọa người. Hắn lược cười nói. Không có việc gì, ta người mù, nhìn không thấy. Nàng bị đậu nở nụ cười. Một cái người mù, một cái điên tử, cho nên bọn họ có phải hay không trời sinh một đôi. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 44 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com vốn dĩ nói hảo cùng nhau ăn cơm trưa giang đạt còn chuẩn bị mang nàng đi học giáo đi dạo nhưng hứa diệt hoang hiện tại không có nửa điểm khẩu vị đem dược đương cơm ăn tình trạng kiệt sức ghé vào trên sofa vừa động cũng không nghĩ động đi ngủ trên giường đi hắn vỗ nhẹ nàng lưng không cần giang đạt than nhỏ đành phải đứng dậy đi lấy chăn hứa diệt hoang đầu trầm giống như tạ Cúi mí mắt nhìn hắn từ tủ quần áo ôm ra một giường nhung lông vịt bị, đi tới cẩn thận cấp nàng che hảo, tiếp tục ngồi vào trên đất, khẩn ai sofa, vuốt ve nàng đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi ngoan, nhanh ngủ. Trận này cảnh giống như ở nơi nào gặp qua. Hứa diệt hoang bắt lấy tay hắn đặt ở bên môi, hàm hồ thấp lầm bầm. Amun, à ta rất nhớ ngươi. Giang đạt vi giật mình, mi tâm phúc chốc vạn hạ, sắc mặt trở nên có điểm khó coi tay phải bản năng kháng cự, im lặng rút trở về. Hứa Diệp hoang hô hấp từ từ trầm, rơi vào trong mộng. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi một chút Amun là ai, muốn biết bọn họ đi qua phát sinh chuyện xưa, từng có nhớ lại, nhưng chỉ sợ lên tiếng xuất khẩu hội kích thích nàng, càng kích thích chính mình. Giang đạt tâm phiền ý loạn lau đem mặt, xác nhận nàng đã muốn ngủ, lấy điện thoại cầm tay ra đến ban công gọi điện thoại đi. Buổi chiều hẹn trước không có hủy bỏ, phòng khám bệnh trị liệu sửa vì điện thoại cố vấn, Giang Đạt đem hứa diệt hoang tình huống thuật lại cấp Lạc Hạ, sau đó hỏi bệnh của nàng tình cùng trị liệu tiến triển. Lạc Hạ nói nàng hiện tại vấn đề lớn nhất trừ bỏ PTSD bệnh trạng bên ngoài, còn có chính là nhận thức bẻ công. Bởi vì ứng kích sự kiện phá hủy người đối hàng ngày cuộc sống thích ứng năng lực, thương tổn phát sinh khi mang đến sợ hãi cảm cùng bất lực cảm luôn luôn liên tục, lại nhân lúc ấy kêu cứu không có được đến đáp lại, cho nên đối với người mất đi tín nhiệm. Kỳ thật tốt nhất trị liệu thời cơ là ở cấp tính kỳ, nhưng Diệt Hoang lúc ấy bị đưa vào trại tạm giam, sau lại không có được đến xã hội duy trì, bị đồng học cùng đại chúng trách cứ, nghi ngờ, kia phản đối phản ứng không thể nghi ngờ làm cho bệnh của nàng tình nghiêm trọng chuyển biến xấu. Vừa mới bắt đầu là quá độ cảnh giác, tự vệ hệ thống khởi động, thời khắc bảo trì độ cao đề phòng trạng thái, bất kỳ cái gì một chút tiểu kích thích đều sẽ nhường nàng hoảng sợ muôn dạng liền tính nguy hiểm đã muốn giải trừ bị thương trải qua vẫn là thông suốt quá cảnh trong mơ cùng tư tưởng không ngừng tái diễn ác mộng lặp lại xuất hiện thanh tĩnh khi bị trí nhớ quấy nhiễu cảm quan thể nghiệm chân thật đến giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ một loại tình huống này duy trì một đoạn thời gian sau vì giảm bất hiện về thống khổ người bệnh bắt đầu có ý thức lãng tránh cùng bị thương tương quan cảnh tượng có lẽ theo mặt ngoài xem đã muốn khôi phục bình thường cuộc sống nhưng bởi vì nhận thức bẻ cong cùng mình bị hao tổn cả người trở nên xa cách lạnh nhạt chết lặng tiêu cực hai lạc hạ nói mặc dù lãng tránh có thể tạm thời rơi chậm lại lo âu khả theo lâu dài đến xem lại chuyển biến xấu bệnh tình bởi vì khủng bố trí nhớ nhất định hội tái hiện cho nên bị thương sau biến chứng lớn nhất đặc thù chính là chết lặng cùng quấy nhiễu luân phiên xuất hiện loại này đối lập cùng xung đột hội dẫn phát hình thái ý thức thay đổi cũng chính là cái gọi là phân ly lại xưng nhân cách giải thể hoặc thực tế giải thể. Người bệnh dùng loại này bị xé rách phòng ngự cơ chế chặt đứt mình cùng thực tế liên hệ, dùng này bảo hộ chính mình không bị thống khổ bao phủ. Ba Giang Đạt chỉ cảm thấy từng chữ đều hướng hắn trong lòng cắt, hơn nửa ngày mới tìm được chính mình âm thanh. Diệt Hoang vừa rồi cùng ta hàng huyên một lát, nàng nói nàng có khi hội mất đi đoạn ngắn trí nhớ, giống xem chuyển động chậm, không có thực tế cảm, thậm chí hội không biết chính mình Tựa như theo thứ ba thì giác thấy người khác thống khổ, nàng cái gì biết thấy đều không có. Đối, cùng loại thôi miên trạng thái. Lạc Hạ nghĩ nghĩ, hoặc là nói linh hồn xuất khiếu. Tỷ Như, Tỷ Như đưa ngươi lâu dài nhìn chăm chú gương, khả năng sẽ có nháy mắt không nhận biết gương trung chính mình, phản phất đang nhìn một người khác. Mà phân ly trạng thái chính là đem kia nháy mắt vô hạn kéo dài, cái loại này bất lực cùng sợ hãi là phi thường đáng sợ. Giang Đạt hỏi. Có thể trị được không? Đối phương nở nụ cười. Chủ yếu vẫn là quyết định bởi với nàng chính mình, các ngươi phải làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị. Ngày đó Diệt Hoang cũng hỏi ta, có thể hay không đem kia thống khổ trí nhớ toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, lúc ấy ta liền nói cho nàng, trên đời này không có như vậy thần kỳ trị liệu phương pháp, khủng bố trí nhớ nhất định hội tái xuất hiện, ta muốn làm là giúp nàng trùng kiến quyền tự chủ nhưng nàng có thể phụ hà này hết thảy sau đó tích cực sống sót giang đạt lại hỏi ta có thể làm cái gì lạc hạ nói nếu hiện về phát tác ngươi muốn nói cho nàng hiện tại thật an toàn trí nhớ sẽ không xúc phạm tới nàng mặt khác tận lực hoạt động đứng lên dùng sức nháy mắt dùng nước lạnh rửa mặt ở trên sàn nhà dẫm chân hoặc là còn có thể suy nghĩ tượng sử dụng thuốc rửa phun tan nó hoặc là bắt nó phóng tới tủ sắt bốn gian đạt nhớ kỹ. Lạc hạ vừa cười nói. Ngươi không cần quá lo lắng, kỳ thật nàng rất có tự cứu ý thức, phía trước một người tại dê thì kiên trì uống thuốc xem bệnh, ta cảm thấy đã muốn thật không dễ dàng. Giang Đạt nghe vậy theo bản năng mở miệng. Một người. Nàng không phải có bạn trai sao? Lạc hạ nhưng thật ra là im lặng một lát, hỏi lại. Ngươi có biết hay không một tháng trước nàng như thế nào trụ tiến bệnh viện? Giang Đạt chỉ nghe nói nàng cùng hứa Phương Linh cãi nhau, lại không biết cụ thể tình huống như thế nào. Trên thực tế ngày đó hứa Diệt Hoang tại sân bay thấy hắn, kích thích không nhỏ, trở lại bình hề liền cùng hứa Phương Linh cãi nhau, ầm ỉ xong chạy về phòng trốn đi. Hứa Phương Linh nghe nàng cấp A Môn gọi điện thoại khóc kể, luôn luôn khóc đã lâu, nàng ở bên ngoài càng ngày càng hỏng mất, thật sự nhịn không được xông vào, chất vấn nói. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? hứa diệt hoang lúc ấy chính lui tại giường sừng sắc mặt của hứa phương linh quả thực trắng bệch ngươi nói ngươi giao bạn trai này hai năm cùng hắn ở cùng một chỗ nhưng ta trừ bỏ biết hắn gọi a môn bên ngoài liền tấm hình đều chưa thấy qua trước hai ngày ta cho ngươi chủ cho thuê nhà gọi điện thoại nàng nói cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì nam ngươi nhưng thật ra là nói cho ta này a môn họ gì nhà ở ở đâu hiện tại người lại ở đâu Hứa diệt hoang tựa như ban đêm bị đại đèn đột nhiên bắn trúng con thỏ, định tại tức thời không thể nhúc nhích. Hứa phương linh đau đầu muốn nứt ra. Cho nên ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện. Một hai phải hù chết ta mới cam tâm có phải hay không? Sau hứa diệt hoang liền không khống chế được làm chút tự mình hại mình hành vi, bị đưa đi bệnh viện mũi khâu, tiếp tục chuyển tới Nam Sơn nằm viện. Lạc Hạ nói. Mẹ nàng riêng tìm ta tán gẫu quá, lần đó nói chuyện nàng còn nhắc tới ngươi. Giang đạt đầu óc oanh oanh huyên náo, đè lại cái trán, thật lâu mới đáp lại. Cái gì? Lạc hạ thanh khụ hạ, này cũng là nàng lần đầu tiên tiếp xúc loại này án lệ, rõ ràng thật bệnh trạng, nhưng cũng thật sự thật đâm người. Hứa mẹ nói, theo ngươi cửu cửu trong miệng biết được ngươi từng có quá nhũ danh, phải không? Giang đạt có vài giây mờ mịt trố mắt, tiếp tục phản phất không thể tin, kinh ngạc đến nói không ra lời nói đối, một cái trong ngôi miếu đổ nát thầy tướng số nói hắn ngũ hành thiếu thủy, nổi lên thuộc tính vì thủy, lừa gạt, làm thiếp danh, trong nhà gọi hắn, mênh mông, quá nữ khí, quá buồn nôn, hắn hơi chút biết điều về sau liền không được bọn họ lại kêu. Nhưng mà này đã muốn là thật lâu thật lâu thật lâu trước khi chuyện. Hắn làm sao có thể liên tưởng được đến đâu. Giang Đạt giờ phút này khiếp sợ đến không lời nào có thể diễn tả được. Bị ta môn đâm ra miệng máu tử đang khâu lại, một châm một đường, không đánh thuốc tê cái loại này kẻ. Hứa diệt hoang a. Nhân loại phòng ngự cơ chế thật thú vị không phải sao? Lạc hạ cười cười. Ngươi yên tâm, tại bên cạnh ngươi nàng ảo tưởng hội chậm rãi giảm bớt, tạm thời không cần vạch trần nàng. Giang đạt theo ban công trở lại trong phòng. Hứa diệt hoang ngủ thật sự trầm. Hắn nhẹ nhàng sờ nàng tóc, cũng không biết tiễn nhiều ngắn đến sau tai mà bắt đầu đâm tay. Hắn đem mặt để sát vào cọ cọ, đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, theo hai người thơ ấu quen biết đến thiếu niên mến nhau, từng nói hảo cùng nhau khảo đi phương Bắc, một cái học một cái khiêu vũ, ảo tưởng vô ưu vô lự cuộc sống. Sao lại không như mong muốn, hứa diệt hoang không hề khiêu vũ, hắn cũng không thể họa vẽ. Thế nhưng ít nhất hiện tại rốt cục cùng một chỗ, liền tính bệnh của nàng hội đi theo cả đời, hắn đã cảm thấy lên trời ưu ái, Cảm động đến rơi nước mắt Buổi chiều thẩm lão Thái gọi điện thoại Nói muốn lại đây nhìn xem Thuận tiện thương lượng hắn cùng hứa Diệp Hoang Còn có nhiếp huyên chuyện Giang Đạt không có đồng ý Hắn cùng nhiếp huyên vấn đề không trọng yếu Bởi vì vốn là không có việc gì Nhưng hứa Diệp Hoang hiện tại Không có khả năng thấy hắn trong nhà người Thậm chí về sau cũng không được Như vậy nghe tới Có loại hí kịch giống như khoa trương cùng hoang đường Thành yêu tình cùng gia đình quyết liệt loại chuyện này hắn mặc dù làm không được, nhưng tránh đi song phương gặp mặt vẫn là có thể làm. Buổi tối hắn thương lượng với hứa diệp hoang chuyển nhà, đổi cái địa phương phòng cho thuê trụ. Hứa diệp hoang cảm thấy thật hảo. Khi nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta. Giang Đạt nghiêm túc gật đầu. Ta tin tưởng ngươi có thể. Nàng thuận miệng tự dễu. Ta chính mình đều không tin chính mình. Lời tuy như thế, đêm đó vẫn là ôm laptop chuyên tâm tìm tòi phòng nguyên. Ngày hôm sau Giang Đạt đi học giáo, nàng liền đi ra ngoài xem nhà, liên tiếp nhìn vài ngày, đối lập hoàn cảnh cùng giá, cuối cùng định ra một bộ một cư phòng, giao tiền thuê cùng tiền thế chấp, rất nhanh thu thập này nọ chuyển đi qua. Mới ra cách trường học không tính gần, hứa diệt hoang mỗi ngày sáng sớm đưa Giang Đạt đi học, trạng thái hảo liền nghiên cứu sách dạy nấu ăn, mua đồ ăn nấu cơm, trạng thái không tốt liền nằm cả một ngày, đợi hắn trở về. Theo trị liệu xâm nhập, Lạc Hạ bố trí bài tập ở nhà càng ngày càng khó, ngày đó nàng cầm lại một trương chủ quan không khỏe lượng biểu, SUJS, dùng để hiểu biết mỗi một tình cảnh hội đối nàng tạo thành bao lớn trình độ không khỏe hoặc lo âu, cho điểm theo không đến 100. Năm tỷ như cùng gian đạt đợi xem TV, thực nhẹ nhàng, cho điểm vì không. Hóa trang ăn mặc, mặc kêu gợi quần áo, đối nàng mà nói không khỏe cảm đại khái 25. Nếu nhìn đến tương tự tin tức án kiện hội tiêu lên tới 50. Lạc Hạ bố trí bài tập ở nhà là một trương thật sự bại lộ cấp bậc biểu, theo SUJS cho điểm tại 25.30 trong lúc đó tình cảnh bắt đầu bại lộ luyện tập. Giang đạt đối nàng trị liệu tiến triển rõ như lòng bàn tay, bình thường cũng sẽ bồi nàng làm thật sự bại lộ nhiệm vụ, sau đó ghi lại phân giá trị biến hóa. Có thứ hai người ở nhà, hứa diệt hoang đoan chính lại chính thức thương lượng với hắn, muốn hay không thử xem làm cái kia. Hắn lúc ấy không phản ứng lại đây, hỏi. Cái nào? Hứa diệt hoa nhìn chầm chầm hắn vài giây. Giang đạt trố mắt, trầm mặt nửa ngày. Có thể thử xem. Nàng miếm miếm môi. Lạc bác sĩ nói nhường ta cường hóa đối tính cuộc sống nắm trong tay lực. Nga, cho nên ngươi muốn thế nào? Nàng âm thanh nghiêm túc. Ta cần ngươi độ cao phối hợp, hơn nữa muốn chuyên chú cùng tự hạn chế. Như thế này ta hội trước vút ve ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau chậm rãi thăm dò, nếu ta cảm thấy không thoải mái, ngươi nhất định phải dừng lại. Tỷ như ta không hy vọng ngươi dùng tay, ngươi liền không thể dùng tay. Bính ta nơi đó. Giang đạt lại xấu hổ vừa buồn cười. Như thế nào giống dưới đất đảng giao đầu dường như. Hứa Diệt hoang thanh khụ. Ta nói thật sự, ngươi đừng cười. Đi, chúng ta khi nào bắt đầu? Hiện tại. Ân, đến đây đi, trước sờ ta. Hứa Diệt Hoa ngồi không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích, hai người định ở đằng kia tẻ ngắt. Giang Đạt vừa cười, nàng ảo não cho hắn một quyền. Ngày đó rốt cuộc không thành, mấy cái tuần lễ về sau Giang Đạt mới bồi nàng làm xong này bài tập ở nhà, quá trình không tính thuận lợi, nhưng hắn tin tưởng về sau có thể chậm rãi cải tiến, không nóng nảy. Gần nhất Giang đặt muốn chuẩn bị tư pháp cuộc thi ôn tập tài liệu, hứa diệt hoang giúp hắn đem tư liệu xem xét thành điện tử bản, làm thành văn đương phim âm bản đến đọc sách cơ. Bởi vì khuyết thiếu chữ nổi giáo tài, hắn đọc sách cơ bản dựa vào, nghe, cần làm bút ký địa phương liền dùng chữ nổi viết chữ bản nhớ kỹ. Điện thoại của hắn cùng máy tính đều trang bị đọc bình phần mềm, bình thường hắn mang theo ống nghe điện thoại lên mạng, màn hình hát, bảo hộ riêng tư mà mỗi một bước thao tác đều có giọng nói nêu lên, ngữ tốc cực nhanh, người bình thường thật khó nghe thanh. Mỗi ngày hứa diệt hoang bồi hắn tại thư viện ôn tập, một cái xa lạ nam tử đột nhiên lại đây chào hỏi. Xin hỏi các ngươi trước kia có phải hay không tại bình hề nhị trung đọc sách? Hứa diệt hoang cùng gian đạt sửng sốt hạ. Ta là sơ trung bộ, so với các ngươi trẻ vài giới, không nghĩ tới có thể ở một cái đại học gặp được. Ngươi có chuyện gì sao? không có việc gì a. À. Giang Đạt sắc mặt hơi trầm xuống, lúc này thu thập này nọ mang hứa diệt hoang rời đi. Không quá vài ngày, có người ở thanh đại diễn đàn phát thiếp, mang theo hai người bọn họ tên điên cùng phơi bày. Thẩm Minh trước kia kêu Giang Đạt, hắn hiện tại bạn gái là hắn trên danh nghĩa biểu muội. Thật không nghĩ tới bọn họ còn tại cùng nhau. Hứa diệt hoang là ở trong tin tức thế này bái thiếp, nàng lúc ấy cương một chốc, nói cho Giang Đạt. Đôi ta thượng tin tức nhà ai truyền thông. Nàng âm thanh lãnh đạm. Bàn bạc báo chiều. Không chỉ có đăng lại, càng đem năm sáu năm trước cái kia án tử cũng lật đi ra. Hứa diệt hoang đầu ván mắt hoa, một cổ mãnh liệt lửa giận đổ tại ngực, nàng cả người cứng ngắc, không nói một lời trốn vào phòng. Bên trong một trận đập này nọ tiếng vang. Giang Đạt luôn luôn đứng ở ngoài cửa, nửa ngày qua đi nàng rốt cục mở cửa đi ra, cắn răng nói hai chữ. Cáo hắn. Giang Đạt nghe vậy tùng một hơi. Kỳ thật trước hai năm hắn đã nghỉ khởi tố bàn bạc báo chiều xâm quyền, nhưng này một lát đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định, chỉ có thể từ bỏ. Hiện giờ thù mới hận cũ cùng nhau kết toán. Đêm đó hắn suốt đêm chuẩn bị tài liệu, viết dân sự đơn kiện, ngày hôm sau đệ trình pháp viện, chờ đợi thẩm tra xử lý. Một tháng sau mở phiên tòa, hứa diệt hoang cùng hắn đang tham gia tòa án thẩm vấn. Giang Đạt không nghĩ tới chính mình học Pháp về sau trận đầu quan tòa là vì này. Hứa Diệt Hoang mới đầu khẩn trương đến lợi hại, nàng cho là tòa án thẩm vấn tựa như trong TV diễn như vậy môi thương khẩu chiến kích động lòng người, ai ngờ thẩm phán thính trống trơn đảng đảng, ít ỏi mấy người, toàn bộ quá trình cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt cùng phấn khởi, chỉ có lạnh như băng mà lý tính pháp luật. Giang Đạt cũng thập phần trấn định, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Theo mở phiên tòa trần thuật, dơ chứng, biện luận trật tự rõ ràng bình thản ung dung nàng nghĩ hắn về sau nếu làm luật sư nhất định phi thường xuất sắc hai cái giờ thẩm kết thúc nguyên cáo phương kiên trì tố tụng thỉnh cầu không đồng ý điều giải quan tòa tuyên bố bế đình chọn ngày tuyên án bọn họ hai người theo pháp viện đi ra lại là trời đầy mây gió nhẹ mát lạnh thổi tới trên mặt hơi lạnh nhi đang muốn hạ cầu thang hứa diệt hoang bỗng nhiên đứng lại đứng ở tại chỗ làm sao vậy? Giang Đạt quay đầu hỏi. Nàng không nói chuyện, yên lặng tới gần, cánh tay duỗi đến hắn sau thắt lưng ôm. Bả vai có điểm ẩm ướt, Giang Đạt nghe thấy nàng tại nghẹn ngào. Mặc kệ kết quả thế nào, có này quá trình ta đã muốn thật thỏa mãn. Ai? Hắn nhẹ giọng thở dài, thuận thế nắm ở nàng vai, cười nói. Không cần lo lắng, hội thắng kiện. Ân. Ừ. Hứa diệt hoang hoảng một chốc, thoáng ngẩng đầu. Ngươi vừa rồi hảo soái, phải không? Giang Đạt hỏi. Ngươi thích không? Thích. Cho nên ngươi liền quyết định đem nước mũi cho tới ta sơ mi thượng. Hứa Diệp hoang nghẹn lời, ngượng ngùng. Hai chu sau, bản án xuống dưới, pháp viện phán định bị cáo bàn bạc báo chiều, cấu thành xâm quyền, cần tại này quan phương ủy bộ bố trí đỉnh xin lỗi một vòng đồng thời tại nên báo thứ nhất bản đăng xin lỗi thanh minh, hơn nữa bồi thường nguyên cáo kinh tế tổn thất, tinh thần tổn hại an ủi kim đến tương quan tố tụng phí dụng. Diễn đàn bái thiếp từ lâu loại bỏ. Giang đạt trước sau như một trên đất khóa, có khi hứa diệt hoang tâm tình không sai, còn có thể bồi hắn đi ra hiện tại trường học. Lạ quá, kia từng tại internet dương nanh múa phút người, trong hiện thực an phận thủ thường, không có một cái chạy đến bọn họ trước mặt chế ngạo. Giang Đạt nói, có lẽ thật sự nhân tính bản ác, thiện là dựa vào ràng buộc mà đến. Hứa diệt hoang nghĩ hắn lời nói, nháy mắt thành thị rơi vào mùa đông, mưa tuyết phiêu linh. Mỗi cái tầm thường ban đêm, hứa diệt hoang đột nhiên theo ác mộng trung bừng tỉnh, nàng sợ tới mức lập tức đem đèn mở ra, chân trần tại phòng đi tới đi lui. Đã muốn thật lâu không có làm quá ác mộng, mạnh đến như vậy một chút, thật sự khó mà thích ứng nước mắt không chịu khống chế nhắm thẳng hạ điệu. Giang Đạt nghe đến động tỉnh liền tỉnh, u tỉnh phòng chỉ có nàng đi thông thả đến đi thông thả đi tiếng bước chân cùng nôn nóng thở dốc thanh, hắn không nói chuyện, im lặng mang nàng đến phòng tắm tẩy nước lạnh mặt. Lạc bác sĩ đã dạy ứng đối ác mộng phương pháp, lấy giấy bút đem vừa rồi cảnh trong mơ nói rõ ghi nhớ, sau đó thử cải biên kết cục, thậm chí đọc đi ra. Nhạc cầm bác nghe đến của ta kêu cứu, nàng lập tức chạy lên trước đẩy ra gian nham, Hứa Diệp hắn ngã sấp xuống, chúng ta cùng nhau chạy thoát đi ra ngoài. Như vậy thật tốt. Hứa Diệp Hoang viết xong ghé vào trên bàn khóc một chút, Giang Đạt vỗ nhẹ nàng lưng, trong lòng cũng thật không dễ chịu. "Thật xin lỗi, mẹ ta kỳ thật luôn luôn nghĩ với ngươi xin lỗi, thế nhưng sợ ngươi không muốn thấy nàng." Hứa Diệp Hoang lắc đầu không có trả lời. Khóc mệt mỏi mới phát giác lạnh, Giang Đạt đem nàng ôm hồi ổ chăn. Ngươi nói thế giới này có thể hay không là giả? Cái gì? Nàng cả người mệt mỏi, ngoài miệng tiếp tục nói bậy nói chuyện phím. Tựa như chuyện tranh người, bọn họ không biết chính mình chỉ là người khác họa đi ra. Giang Đạt nhíu mày buồn cười nói. Đây là triết học vấn đề vẫn là vật lý vấn đề. Hứa diệt hoang nháy mắt mấy cái. Trước kia ta xem qua một quyển sách, bên trong có cái bệnh tâm thần, nói thực tế thế giới kỳ thật là hắn sáng tác tiểu thuyết vừa rồi sửa ác mộng kết cục thời điểm ta đã nghĩ, làm không tốt cũng có người chính lấy bút tại viết của chúng ta chuyện xưa đâu. Giang Đạt ngẩn người, trong lòng không biết như thế nào hiện lên một tia bi thương tư vị, nhưng hắn vẫn cười. Chúng ta đây có phải hay không căn bản không tồn tại? Hứa Diệt Hoang cũng sửng sốt, im lặng bắt lấy tay hắn. Sẽ không a, à, tin tưởng liền hội tồn tại. Không chừng này tiểu thuyết có không ít người xem đâu. Giang Đạt nghi người đem đèn tắt đi. Đôi buồn ngủ, nhìn cái gì vậy? Thời tiết từ từ ấm, mỗi ngày Giang Đạt từ bên ngoài về nhà, thay đổi dép lê, mới vừa đi hai bước đột nhiên đụng vào sofa, hắn thiếu chút nữa quăng cái đại té ngã. Hứa diệt hoang, ngươi đang làm gì? Sofa vì sao sẽ ở tủ giày bên cạnh? Nàng vội theo phòng ngủ đi ra, thật có lỗi nói. Ta nhảy cái địa phương, ngươi đừng loạn đi, bàn trà tại ngươi phía sau. Giang Đạt bất đắc dĩ. Ngươi muốn nhảy ra phòng khách lộn nhào sao? Đúng rồi. Hứa Diệt Hoang cười kéo tay hắn, hỗ trợ thu hồi gậy dẫn đường, tiếp tục dắt hắn ngồi xuống. Thanh An ca kịch viện tại thông báo tuyển dụng vũ đạo diễn viên, ta. Muốn đi thử xem. Hắn nghe vậy không khỏi nhíu mày. Thật sự. Ân, hứa diệt hoang miếm miếm môi, lượt có phần ngượng ngùng. Nhưng ta đã muốn thật nhiều năm không nhảy, cũng không hiểu được bản lĩnh còn tại không ở. Giang đạt nói. Không quan hệ, chậm rãi luyện đi. Hứa diệt hoang thật sự ngứa nghề. Ta đây hiện tại mà bắt đầu luyện. Nàng giống như mặc váy, xoay người khi góc váy đảo qua hắn đầu gối, phiêu phiêu mà đi. Giang đạt nghe kia âm nhạc có phần quen tai, nhớ đến trung học trễ tự học tại vũ đạo phòng học xem nàng nhảy quá một cái kịch mục, kêu bích mưa u lan. Năm ấy vì chuẩn bị nghệ khảo, hứa diệt hoang bắt nó nhảy quá trăm ngàn lần, thân thể bản năng nhớ rõ từng cái động tác. Nàng tại trong phòng khách xoay tròn, xuyến thắt lưng, đá chân, toát ra, xoay người, tay áo chân đi siêu vẹo, lay động bay lên, mang theo từng đợt ngắn ngủi yếu ớt phong. Giang đạt bỗng nhiên có phần sửng sốt. Hứa diệt hoang nhảy xong, thở hổn hển đi vào hắn trước mặt. Gân cứng rắn, mềm dẻo không đủ, thật nhiều động tác không tới vị. Giang đạp lỗ tai ông ông trường hót, không lớn nghe được thanh nàng nói chuyện, vì thế nửa ngày không tiếp lời, hầu kết lăn lộn, rốt cục ách thanh mở miệng. Ta cảm thấy rất được. Hứa diệt hoang cười. Quên đi, ngươi lại nhìn không thấy. Hắn đồng tử khẽ rung, duỗi tay sờ nàng nóng lên mặt. Thấy, thiển lam váy, thật sự xinh đẹp. Toàn văn xong. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.